Chào các bạn, trong video này Help Channel sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng Mocha. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo nhóm chat. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở Mocha, kích vào biểu tượng tùy chọn. Sau đó tạo nhóm mới. Ở đây thì các bạn có thể chọn theo những danh bạ mà có sẵn. Kích chọn vào, sau đó bấm chữ V ở góc trên này. Nhóm đã tạo thành công. Ở nhóm này thì các bạn muốn đổi tên thì có thể kích vào chữ nhóm này. Sẽ ra mục quản lý nhóm. Hoặc là bấm tùy chọn cũng sẽ có mục quản lý nhóm ở đây để đổi tên vào đây. Sau đó thì các bạn kích vào và nhập tên mới. Thành công rồi, các bạn lưu. Như vậy là được. Đây là tạo nhóm chat. Tiếp theo nữa, trong quá trình sử dụng thì với ứng dụng OTT như thế này thì mọi người thường là có nhu cầu gửi ảnh chẳng hạn. Thì các bạn vào đây ạ. Bấm biểu tượng tùy chọn này. Sau đó các bạn bấm vào hình bức ảnh như trên đây thì sẽ được link đến library của máy và kích chọn hình ảnh muốn gửi, sau đó thì bấm và để gửi. Và ở đây mình sẽ kiểm tra luôn ạ. Các bạn thấy tin nhắn đã gửi thành công ạ. Như vậy là xong đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ Hype Channel. Xin chào các bạn.